À rồi, chào mừng tất cả các bác đến với kênh Huy Cường Audio, một trong những kênh âm thanh bãi tuyển chọn. Thì là đầu tiên các bác cho phép Huy Cường gửi một lời chào sức khỏe đến toàn thể tất cả các bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác cái mẫu dây nguồn, hai dòng dây nguồn tầm trung mà khá là ok so với cái tầm tiền những dòng dây nguồn như này nhá. Rồi, thì trước mặt các bác đây chính là một sợi dây nguồn Silver Dragon và một sợi dây nguồn Nin. Dòng này là dòng của Anh Quốc và dòng này là của Mỹ. Đấy, thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng, các bác liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình. Về đang ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Rồi, thì đầu tiên em sẽ đi cho các bác cái sợi dây nguồn Lim của Anh Quốc này. Đó. Đây, các bác thấy đây chính là một sợi dây nguồn Lim của Anh Quốc nha. Đấy. Đó, thấy chưa? Đó, Lim Made in London. Đấy. Đầu này cũng vậy này, các bác nhìn nha. Đó, thì cái dòng dây nguồn này nó là dòng dây nguồn đầu dắt của nó là đầu đúc nguyên bản nha các bác. Đó, nên là mình không có bao giờ có thể tháo ra được. Đấy. Thân dây của nó đây, các bác thấy không? Dây của nó đây. Dây rất là to. À, sợi dây rất là cao cấp. Đó, và cái chiều dài của nó, cái sợi dây nguồn như thế này. Đó, chiều dài của nó là 1m8 nha các bác. Hàng đúc nguyên bản. Nè các bác nhìn. Dây nó đã qua sử dụng mà các bác nhìn chân rắc bên trong này. Đấy, các bác nhìn này. Đó. Mạ vàng công nghiệp 24K rất là tốt cái dòng dây nguồn như này. Đấy. Đây. Các bác nhìn đầu rắc của nó đây. Tất cả đều đúc, không có một con ốc nào cả nha. Nó là dòng đúc nguyên bản 100%, hàng bãi xịn nha. Đó. Và cái sợi dây nguồn như thế này thì hiện tại hôm nay anh em mới về thêm được mấy sợi thì giá em bán cho các bác là 3.700.000 nha. Đó, 3.700.000 một sợi dây nguồn Lim của Anh Quốc như thế này. Đấy, rất là ok nha. Coi thấy không? Đó. Rồi, thì tiếp đến là cái sợi dây nguồn Silver Dragon này. Sợi này thì rất là hiếm. Các bác nhìn này. Đó, Silver Dragon. Đó, dòng này thì nó là lõi bạc nha các bác. Lõi bạc 6.0 ni. Đấy. À, đầu rắc của nó đây. Sử dụng đầu rắc carbon của Furutech. À. Đây. Đầu rắc carbon của Furutech này. Đó. Dây của nó là nguyên bản hàng bãi bên em nhập về nha, nguyên bản 100%. Đấy, Furutech. Đấy, các bác cứ lên mạng các bác gõ những cái dòng dây nguồn như này là các bác biết ngay. Đó, Silver Dragon là nó sẽ hiện ra cho tất cả các bác nha. Tại vì cái dòng này thì trên một số trang mạng của VMBL ấy, thì dòng đó thì cũng rất là nhiều bác đánh giá sợi dây nguồn này rất là tốt. Đấy, chất âm nó kỳ là tuyệt vời. Đó, cải thiện rất là tốt, giải trung giải trầm cho các bác. Đặc biệt là cái giải chép, giải cao của nó tiếng rất là hay nha các bác. Đó, Silver Dragon. Sợi này của nó thì cũng dài 1m8 nha các bác. Đó, đây 1m8 sợi này. Nó cũng là hàng nguyên bản mà bên em nhập về. Đó, không có lên đầu rắc gì nha. Đó. Thì hôm nay bên em sẽ giới thiệu các bác hai mẫu dây nguồn này đây. Đấy. À, một là dòng dây Lin của Anh và hai là dòng Silver Dragon của Mỹ. Đó, thì cái dòng Silver Dragon này thì giá em bán cho các bác là 5.300.000 nhá. 5.300.000. Còn cái dòng dây nguồn Lin này giá là 3.700.000. Đó, thì những bác nào mà có sở thích về những dòng dây nguồn như thế này nhá. Đấy, những dòng dây nguồn cao cấp để cắm vào những con đầu CD, những con pao, con rè. Đấy. Cao cấp thì các bác thì alo trực tiếp cho em để qua hai số điện thoại trên màn hình kia. Bên em ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Đó, các bác nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên. Đó. Rồi. Thì sau cùng Huy Cường Audio xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Thì các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những clip hàng ngày mà bên em up lên cho tất cả các bác nha. Đó, phục vụ tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc ạ. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.